Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, những ngày tháng vừa qua phải là rất nhiều các anh trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình đăng tin tìm vợ. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện hôm nay một em gái hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa, đem theo một đứa trẻ rất nhỏ về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm chồng. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em gái nhé. Dạ. Em cho anh biết em tên gì? Em tên Nguyễn Thị Phương Hồng. Nguyễn Thị Phương Hồng luôn hả? Em sinh năm mấy? Sinh năm 1996. Ồ, 96 mà anh nhìn lên 206 vậy hả? Dạ. Ồ, em đây là con em thôi hả? Dạ, con em. Ồ, em hiện nay đang ở đâu? Em bây giờ đang ở Bình Dương, bên Thuận An. Thuận An, Bình Dương hả? Rồi, hôm nay em dắt cái con về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình làm chi vậy? Dạ, để kêu gọi mọi người giúp đỡ hoàn cảnh của em. Ờ, giúp làm sao em? Dạ, tại vì chồng em đối xử với em tệ bạc á. Ờ. Rồi, lúc trước em còn ở với chồng ở Cà Mau á, là ở chung với mẹ chồng nữa. Mà chồng em nó không lo làm, mà nói lại ăn chơi, quậy quạng, rồi lăng nhăng này kia. Về nhà em nói cái, còn chửi em, cãi lộn á thì cái dao ra hâm dọa này kia. Em cho anh hỏi này, em quê ở đâu? Em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Em người Kinh hay người Khmer? Người Kinh thôi. À, còn chồng em là người ở đâu? Người Cà Mau. Người Cà Mau là người Kinh thôi hả? Dạ. Ồ, hai vợ chồng em đến với nhau, cưới nhau lâu chưa? Cưới được 8 năm rồi. Ồ, mình được mấy bé rồi? Được mình bé này. Bé trai này ha. Ồ, em hiện nay đang làm công việc gì? Làm công nhân của công ty túi sách, công ty nhà nước. Ồ, lương ổn không em? Lương cơ bản có 4 triệu 900. Ồ, gọi 5 triệu hả? Vậy sao sống nổi được em? Dạ. Chồng em hiện nay là đi đâu rồi? Lúc trước chồng em Cà Mau, mà từ khi em 2 tháng trước á, em dẫn con em bỏ trốn lên đây nè. Ờ. Cái cỡ mấy tuần nay là chồng em cũng đi lên thành phố mà ở bên Bình Tân á, để đi làm. Ờ. Có đi kiếm em không? Không. Ờ. Gọi là lúc trước là vợ chồng sống ở Cà Mau. Dạ. Nhưng mà vì thời gian là chồng bạo hành. Không có bạo hành, chưa bạo hành, nhưng mà chỉ hâm dọa thôi. Hâm dọa. Ờ. Với đối xử tệ bạc cọc cằn. Ừ. Đi ra ngoài đối xử với anh em ngoài xã hội thì vui vẻ hòa đồng, ai nhờ gì cũng giúp. Ừ. Nhưng mà vợ con thì nói gì cũng không nghe. Vậy là cho anh hỏi thế này nhé, chồng em ở nhà có đi kiếm tiền để giúp em không, đưa cho em không, phụ em không? Có đi làm, mà làm một chỗ được vài tháng cái kiếm chuyện nghỉ, cái làm chỗ khác, nói chung là làm không ổn định. Rồi, làm đâu có đủ tiền quậy quạng đâu. Ừ. Kêu mẹ chồng em đi mượn lần mấy triệu, mười mấy triệu cũng có nữa, mượn để ăn chơi. Ừ. Còn em với con em thì đói, không có tiền mua đồ ăn ăn, rồi muốn tiền mua sữa cho con em uống. À. Cái chồng em mới nói là kêu em đi mượn bên dòng họ em tiền đi, rồi nữa tại dưới có cái vuông nuôi tôm á. Ừ. Rồi nữa nuôi tôm sổ ra, rồi chồng em đưa cho em trả. Cái em đi mượn, em kêu bà nội em đi mượn tiền lời hết 6,5 triệu. Ừ. 1 triệu là đóng tháng 50. Rồi đi dây FE cũng bằng căn cước của em, tại vì căn cước của chồng em bị nợ xấu á. À. Cái hai vợ chồng đi dây cũng kêu dây đi, rồi chồng em đi làm mỗi tháng đưa cho em đóng. Ừ. Vậy sao có đưa không? Rồi mượn cô em người mấy triệu nữa. Ừ. Rồi cuối cùng bây giờ hai chồng kiểu như xích mích cãi nhau hoài đó. Với chồng em hôm vợ em hoài, em cũng sợ quá, cái em ôm con bỏ trốn luôn. Lén, không có chồng em nhà, em lén em dẫn đi lên Bình Dương là chỗ ba mẹ em á. Ừ. Mẹ ba ruột em. Vậy là ba em đang sống ở Bình Dương hả? Dạ. Trốn lên đây, rồi đi lên đây nó cũng không có gửi tiền trả nợ phụ nữa, không nói gì hết, cũng không kiếm luôn, không phụ tiền nuôi con luôn. Tại giờ em phải đi làm vừa nuôi con vừa trả nợ. Chồng em họ tên đầy đủ là gì? Trương Hoàng Kiên. Trương Hoàng Kiên hả? Sinh năm mấy em? Cũng 1996. Bằng tuổi nhau ha. Ồ. Vậy là hai vợ chồng là từ trước giờ là cũng sống với nhau có hạnh phúc không em? Nói chung là không có hạnh phúc, cũng cãi nhau hoài à, tại vì chồng em nó hay nói dốc. Ồ. Vậy là chồng em sống với em nhưng không có thật hả? Đúng rồi. Nhưng mà có bao giờ kiếm tiền đưa cho em không? Cũng có đưa, nhưng mà không phải là đưa như chồng người ta. Đưa lúc có lúc không, mà cũng đưa ít à. Đa số là mượn nợ. Ừ. Giờ em mong muốn nhất điều gì? Em mong là chồng em biết suy nghĩ phụ em tiền trả nợ thôi, chứ không mong vậy. Em có mong là em ở với chồng nữa không? Dạ chắc không đâu. Sao vậy? Tại vì trước mình yêu nhau lắm mà.
thấy là thằng chồng em là kiểu như không thay đổi được rồi, kiểu như càng ngày càng đi quá xa rồi. Nhưng không sửa được. Ở chung thì khổ em thì khổ con em nữa. Em có nghi ngờ là hay là chồng em có bồ đâm ra chồng em? Em nghi ngờ tại vì á, đợt đó đi làm về á, ôm điện thoại trong người suốt à, rồi sạc á, đứng lên đi đâu có 2% hay là 5% thì cũng rút đi theo, không để lại, rồi em mượn điện thoại thì quạo, kiếm chuyện không cho mượn. Hồi lúc trước trước đó là em cầm điện thoại chồng em được, em vô em bấm được luôn, nhưng bây giờ thì đi làm về thấy khác, không cho mượn điện thoại rồi cài mật khẩu này kia, với thấy hay ngồi một góc nào đó nói chuyện nhỏ nhỏ mà cười cười, thấy hành động thấy lạ lắm. Vậy là có thể là chồng em quen biết với một người nào đó hoặc là quen biết bồ bịch nhà nó. Với về thấy thay đổi lắm. Rồi cãi nhau á, chồng em lấy mền gói đi lên nhà trước á, ngủ riêng một tháng trời luôn. Em kêu vô ngủ chung, chồng em không chịu vô. Chồng em nói là bây giờ á, ở được vậy đỡ, ở không được thì thôi. Ý là ngủ riêng luôn á. Gọi là cách ly luôn. Anh thấy em phải nói là cũng rất trẻ so với tuổi. Và nói thật là anh không có khen đâu, nhưng mà nhìn cũng xinh gái dễ thương. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, nhìn cũng duyên dáng mà tại sao mà. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Mà chồng em này không thương kỳ ấy. Tại hay mình có làm gì để cho chồng buồn không? Không phải là làm gì buồn, mà ví dụ như một người phụ nữ mà chồng thương, không ai mà đi cọc cằn với chồng làm gì. Tại vì chồng em tánh vậy đó, rồi nhiều khi em bực cái về em cũng hay cọc cằn, hay nhai đó, thì chắc đi ra đường thì gặp người này kia nói chuyện ngọt ngào nên chán em, có thể là vậy. Nhưng mà tại do chồng em trước chứ không phải do em. Trước em yêu nhau lâu không? Quen được 4 năm. Ồ, thời gian 4 năm là rất dài đấy. Những cuộc tình 4 năm là anh thấy là cuộc tình phải nói là dài. Cuộc tình người ta có vài tháng thôi, đến 1 năm thôi là người ta sống với nhau cũng có thể là rất vui vẻ, ok rồi đó. 4 năm mà lúc cưới được, lúc mới cưới được 1 tháng em cũng bỏ đi. Tại vì chồng em không lo làm, tối đi chơi game, bắn cá. Em đi làm ở bên Bình Tân á, làm công ty Bon Trang cũng lương đâu, 1 tháng đâu có nhiêu đâu, đâu có đủ lo đâu. Rồi cái chồng em cứ vậy hoài, cái em buồn quá em bỏ đi. Bỏ đi xong rồi thời gian sau chồng em năn nỉ rồi mới quay lại, mới có ôi trời này. Rồi mới ở tới giờ. Là em nếu em đi luôn lúc bây giờ thì ngon rồi, đúng không? Lúc đó em đi là em cũng ôm 10 mấy triệu nữa đó, thiếu nợ đó. Mà em cuối cùng em trả hết luôn. Mình nên em trả cho chồng, em đâu có phụ. Chồng không phụ đâu nào, chồng cứ bắn cá thôi. Chồng bắn cá là bắn trong điện thoại đó à? Là bắn cá chơi game đó. Giờ còn chơi không? Bây giờ thì chơi khác rồi. Giờ chơi cái gì rồi em biết không? Chơi gì em không biết, nhưng mà hôm gài theo dõi thì em thấy đăng linh tinh rồi đó, đi quán bar. Làm gì mà có tiền đi quán bar? Chụp hình với một người. Anh còn chưa biết quán bar đó là cái gì mà chồng em đi quán bar nữa hả? Quay trong quán bar. Nhưng mà không có quay hình chồng em, quay hình đứa con gái đứng nhảy á. Đứa gái nhảy á. Vậy là chồng em đi rồi nhưng mà chồng em quay phim. Chắc vậy. Mà tại vì đâu có thấy người đâu nên không biết là phải chồng em đi không. Gọi là có cái video vậy. Với có cái hình chồng em ngồi trong quán cà phê với một nhỏ con gái. Mà cái giò nó gác lên đây nè. Chụp thấy khúc này thôi, với cái giò có sơn móng chân màu đỏ. Ôi giời, em có sơn móng màu trắng không? Không có sơn. Sao mình không sơn? Mình sơn thì cũng cho nó huề cả làng luôn đi. Nhà chồng ở nhà thì nó không đi nữa. Đây không thích. Chắc chồng em đi kiếm mấy bà sơn móng chân thôi. Mà cái hình có cái giò vậy đó, có mình có nói được gì không anh? Được, em nói đi. Ý là mình ví dụ khi ra tòa đó, mình có nói được là chồng mình bồ bịch. Mình thì mình có sao mình nói vậy. Vậy là mong muốn nhất của em hôm nay là muốn lên đây để nói rõ cái câu chuyện này. Để cho chồng em không có đi tìm em nữa. Và mong muốn là để ly hôn đúng không? Muốn dứt khoát. Dứt khoát luôn hả? Nhưng mà phải có trách nhiệm trả nợ phụ em. Dứt khoát em vẫn phải trả nợ và nuôi con. Em nuôi con cũng được, nhưng mà chồng em phải có trách nhiệm là phụ trả nợ. Tại vì nợ đó là mượn về hai vợ chồng xài chung với lo trong nhà đó. Em thấy là con của em giống em hay giống ba? Giống ba hả? Bé mấy tuổi rồi em? 6 tuổi. 6 tuổi, chứ nhỏ con đấy hả? Ba bự tại con không? Ba cũng ốm nhưng mà cao. Với lại em phần cũng chắc tại do thiếu ăn. Vậy 6 tuổi đi học rồi đúng không? Dạ, đi học rồi.
Em dẫn lên đây là em cho vô trường học luôn, ở dưới đang học lớp lá. Là lên đây là em cho đi học lớp lá luôn. Là mới lên là hai mẹ con cũng khổ lắm, trong túi còn mấy trăm ngàn à. Cái mẹ em mới đi mượn nợ 4 triệu cho em đóng cho tiền cho bé này đi học là 3 triệu. Đóng đầu năm á. Chi phí học tập đồ với tiền học là 3 triệu. Còn 1 triệu để dành xài tới lương. Thế bây giờ lương của em là được mấy triệu? Lương em 4 triệu 9. Vậy là liệu có đủ hai mẹ con không? Thiếu chứ chắc không đủ đâu. Tại vì tiền học tháng 1 triệu 9 rồi. Tiền nhà trọ 1 triệu. Ăn uống nữa. Tiền ăn uống. Điện đóm nữa ha. Và núp tiền còn phải tiền trả kia. Nợ này kia nữa. Bây giờ em đi em ôm hết chồng em đâu nói tới gì mà cái. Thế lúc mà từ hôm mà em đi đến giờ phút này chồng em có kiếm em không? Không có kiếm mà em lúc em đi được mấy bữa chồng em có nhắn tin với gọi điện xong mấy chuyện hồi cũng cãi lộn cũng chửi lộn. Giờ em gọi cho chồng em được không? Chắc không được đâu, tại bữa hổm em có gọi thử rồi. Em gọi thử xem. Em gọi thử đi. Gọi thử thì nói gì? Em nói là bây giờ tôi muốn dứt khoát với anh. Hay sau đó tụi em nói chuyện. Kêu phụ trả nợ. Em muốn nói chuyện ra tụi em nói chuyện xem chồng em trả lời. Nói gì? Em mở ra ngoài nhé. Vậy chồng này, chồng em đang Bình Tân hả? Chỗ đó em biết không? Biết. Chứ em có làm anh đó. Nhưng mà giờ bây giờ em về, hai mẹ con em về đây, liệu chồng em biết chỗ không? Chắc biết, nhưng mà không đi tìm. Không đi tìm hả? Con có nhớ ba không con? Không nhớ à? Kỳ vậy? Sao không nhớ ba? Nhớ mẹ không? Nhớ mẹ. Con yêu mẹ hay yêu ba? Mẹ. Yêu mẹ hả? Sao không yêu ba? Kỳ vậy? Ba ác. Ba ác hả? Ôi trời, ba ác. Thôi luôn. Ba có đánh mẹ không? Cái này tự có nói hay mẹ xui con? Mẹ xui con hay là tự có nói? Con tự nói. Con tự nói hả? Trời ơi. Hay vậy? Mẹ nó khôn ngoan ha. Giờ con muốn ở với ba hay ở với mẹ? Mẹ. Ở mẹ hả? Mẹ có đánh con không? Không à. Trước ba có đánh con bao giờ không con? Có đánh con hả? Ba có chở con đi chơi không? Đi đu quay không? Không, không hả? Mất máy. Không mất máy hả? Có khi gọi thì bao hả? Tại vì thiếu nợ nhiều người với dây áp này áp kia đó. Người ta hay gọi đòi tiền. Có khi em đang làm á, người ta gọi người ta nói chị nhắc Trương Hoàng Kiên trả tiền giùm em. Mà tại chồng em dây mà cứ gọi đòi em không. Tại vì cho số người thân là cho số đúng em. Đúng rồi. Thế khổ. Thế bây giờ em tính ly hôn chồng này, em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ, em suy nghĩ kỹ từ lúc còn dưới này. Tại vì lúc còn ở đó là khóc một tháng trời. Em tối, khóc hả? Dạ, tối khóc, ngủ không được, suy không nghĩ. Không nhớ chồng nữa hả? Không phải nhớ chồng mà suy nghĩ em bây giờ á, một là đi hai là ở, nếu mà ở thì khổ. Đi á thì cũng con khổ. Á không có cha. Nhưng mà có cha vậy thà là không có. Nhưng mà này một mình em lai mai à, con em nó đâu phải nhỏ này đâu, lai mai nó to hơn là, một mình em dạy nổi không? Lo phải nhiều hơn. Ừ. Tại vì cũng ở kế ông bà ngoại nên ông bà ngoại cũng phụ lo coi này kia. Liệu này, nhưng liệu kinh tế là nếu mà không có gì thay đổi thì cứ nhà này liệu ổn đúng không em? Nếu không ổn chắc còn thiếu nợ thêm. Đó. Nuôi con này làm sao mà anh thấy là càng ngày con em học nó càng ngày tốn kém hơn đó. Càng hay là quay lại suy nghĩ lại đi. Quay về với chồng đi. Không, tại vì ở với chồng cũng đâu có đưa tiền đâu. Hai mẹ con cũng đói, cũng mượn nợ như thường à. Thì thà nhưng mà anh thấy là chồng em có thể là sửa đổi được á. Được không? Không, tại vì em đã cho chồng em cơ hội chưa? Hồi đó giờ ở chung cho nhiều cơ hội lắm à. Chồng em có hứa với em không? Có. Hứa làm sao em? Hứa là giờ anh chỉ biết lo cho vợ con thôi. Anh không có nghĩ tới gì khác á. Đừng có suy nghĩ này nọ nữa. Mấy lúc mà không có cãi nhau á thì em hay nghi ngờ cái chồng em nói vậy. Nhưng mà em anh hỏi thật em thì em có yêu chồng không? Có mới chịu đựng tới giờ này. Có mới chịu đựng. Em có là la lớn hay em có làm gì sai nhiều không? Em thì bình thường em không có la, không có chửi, nhưng mà chồng em sai á, em biết chồng sai cái em nói hơi lớn tiếng với cũng chửi hơi cọc lắm. Tại nóng á.
biết là chồng mình nó dốc mình, giấu giếm mình này kia nọ, nên nhiều khi nói mấy từ ngữ hơi thô. Nhưng mà đâu phải mình sung sướng mà tự nhiên cái mình đi chửi chồng mình làm gì. Khổ. Nhưng mà bây giờ anh thấy tuổi em còn trẻ mà bây giờ mà ly hôn này là anh thấy là sau này cũng còn phức tạp lắm em. Nhưng em mà suy nghĩ kỹ chưa đấy? Suy nghĩ kỹ rồi. Nếu mà ở với con á thì anh là anh nói thật với em là anh chưa khuyên ai bỏ chồng bỏ vợ đâu em. Em thấy tội lắm. Tại vì anh không. Nhưng mà chồng em vẫn chưa đánh em bao giờ mà nhiều người ta đánh mà người ta vẫn chịu được em. Chưa đánh nhưng mà hâm nhiều lần rồi, có ngày sẽ đánh. Không hâm thì đôi khi người ta chỉ hâm thôi, người ta không đánh đâu. Với lại còn người ta đánh người ta không hâm đâu em. Cái tánh bây giờ khác nữa chứ, cọc cằn với lại nhìn sợ lắm. Gì vậy? Nhìn hung dữ, nhìn sợ. Chồng em có nhậu không? Có mà ít mà. Chồng em có chơi chơi xì ke xì chích không? Cái đó thì em không biết nhưng mà có hút thuốc lá điện tử. À, chơi hàng 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 điện tử luôn. Ờ với thời gian đó đang ở với em, cái sửa soạn lên, mua áo quần, ấy, mua nước hoa, xịt thơm miệng. Rồi rồi. Super giao tới em mới biết. Thôi chết rồi má. Nói là đơn hàng của chị Hoàng Kiên, các em hỏi là đơn hàng gì? Cái super đó xịt thơm miệng với xịt nước hoa. Rồi thơm miệng đi hôn rồi, đi hôn hết rồi. Mà em nói với chồng em nói xịt, nó để xịt thơm miệng nhưng mà cái đó là chai thuốc lá điện tử. Thua lên là thơm để hôn người khác thôi. Mà trước đó đâu sửa soạn gì đâu, sao bây giờ đi làm về sửa soạn. Và em tự chồng em ấy tự đòi ngủ riêng hả? Ý là cãi nhau. Cái sách mình gói là ngủ riêng luôn. Nên là cứ vĩnh viễn em nửa đêm tháng. em cứ khều khều em nôi vô. Không, tại vì đang cãi mà em đâu kêu lại. Không nhưng mà về theo sau này sau nè. Sau này thì em cũng có nhắn tin, tại vì đang giận không có nói chuyện, nhắn tin em kêu vô ngủ. Cũng kêu đàng hoàng mà chồng anh không chịu, chồng nói là ngủ riêng được luôn thì ngủ. Ở vậy đó được thì ở, còn không được thì thôi. Thế là cuối cùng em là người không chịu được. Không phải, tại vì á nhiều người cũng khuyên em kể cho bạn em nghe. Bạn em khuyên là mày xuống nước đi, mày khuyên chồng mày vô ngủ đi chứ vợ chồng mà để vậy lâu ngày rồi thế nào cũng như tay à, sớm à. Em mới nghe lời, em mới xuống nước em kêu vô ngủ mà không chịu vô. Không vô luôn. Em có ôm vô không? Không. Em kêu không chịu thôi à. Em kêu là em kêu một tiếng hay em kêu nhiều tiếng, hay em kêu làm sao? Nhắn em kêu là có thiệt tình không? Có. Hay là em kêu giả bộ cho đấy có? Kêu thiệt á. Em kêu làm sao? Nói nghe. Nói em mới nói em cũng xin lỗi, tại vì tánh em là chửi cũng hơi cọc á. Nói là em xin lỗi anh. Nhắn tin nói em xin lỗi anh là em sai là ở chỗ là em hơi cọc cằn, nhiều khi anh làm sai á mà em không nói nhỏ nhẹ với anh. Mà em chửi anh mày tao, em cọc cằn. Anh cho em xin lỗi cái vì em sai ở chỗ đó. Nhưng mà anh cũng có sai nữa chứ không phải mình em sai. Em nói rõ ràng. Cái chồng em mới nói là không cần gì hết, chỉ cần sự quan tâm thôi. Ý là nói em không quan tâm chồng em á. Thì em mới nói là vậy giờ có vô ngủ không? Có vô ngủ chung không? Chồng em mới nói là tao bây giờ tinh thần không ổn định. Tao trả nợ hết rồi, tao đi theo cha tao. Bây giờ sống được như ông bà nội thì sống, còn không được thì thôi. Là ông bà nội ruột của em là ngủ riêng mười mấy năm nay rồi. Ý chồng của em nói là ngủ riêng giống như ông bà nội được thì ở, còn không thì thôi. Nói gì? Ê thì khổ rồi. Em nghỉ nhắn luôn. Thế là nghỉ nhắn luôn? Tại vì người đàn ông mà ngủ riêng với vợ lâu ngày sao mà chịu được, trừ khi là có cái gì ở bên ngoài. Đúng rồi. Là đang mê muội. Nhưng mà em không có bằng chứng rõ ràng nên em đâu có dám nói. Chỉ là nghi thôi. Khổ quá. Bây giờ là thực sự là em đã nghiêm túc để chia tay chưa? Nghiêm túc từ lúc em dẫn con em lên đây. Ba mẹ em có khuyên em hay có cản em không? Ông ba mẹ em nói vậy ở khổ nữa chứ. Khổ. Trước sau không tìm hiểu, 4 năm mà không tìm hiểu kỹ mà lại tìm hiểu. Có tìm hiểu, vẫn biết con người vậy luôn nhưng mà vẫn lấy. Sao trước đây này em chắc đây trước đây em trẻ này em tại chắc lúc đó mười mấy tuổi đâu biết suy nghĩ đâu. Thì mình thương ai thì mình lấy người đó thôi. Lúc trước là có ai tìm hiểu em không? Cũng có nhiều người thích lắm mà không chịu. Mà chịu đúng cái người mà mình sai lầm nhất. Tiếc không? Em thấy hối hận không? Hối hận lớn nhất là khi lấy chồng em. Sai lầm ha. Có là nhiều người thiệt tình nhưng mà không lấy. Chồng em trước nói chuyện với em có ngọt ngào không? Có. Nhưng mà đó giờ chưa lo cho em được gì.
Chị được nói chuyện hay thôi đúng không? Đúng rồi, được cái miệng. Nói chuyện hay giống anh không? Hay hơn. Hay hơn luôn à? Ồ, anh hay nói chuyện hay là anh không làm được. Anh nói chuyện này khó chuyện nghe. Hay với nịnh người ta lắm. Ồ, anh không lệnh ai. Nói chuyện khô cứng đúng không? Ừ. Khó chịu đúng không? Nghe khó chịu đúng không? Thà là gì? Ừ. Nhưng mà em thường thường phụ nữ, anh nói thật là phụ nữ thường thường thích những mấy người nói chuyện ngọt. Đúng rồi. Ừ. Đúng không? Anh thấy đa số phụ nữ nói ngọt, ngọt mà đưa mình lên. Ừ. Ví dụ xấu thì nó là đẹp. Đúng không? Không dễ thương nó là dễ thương. Phải không? Ừ. Mà làm biếng thì kêu chịu khó. Nhưng mà anh không làm vậy như vậy được. Ừ. Rồi hôm nay hai mẹ con em về đây nhờ anh em Diễm Dương ghi hình và chia sẻ cái thông tin, cái câu chuyện mà bây giờ để cho chồng em biết. Bởi hiện nay thì anh thấy là cái vợ chồng em là hiện nay là cái câu chuyện là mâu thuẫn là cũng rất đỉnh điểm thôi. Chồng thì ngủ riêng, vợ thì ôm con bỏ trốn, chồng thì không thèm tìm. Mà chồng lại mua nước hoa ấy, xịt thơm miệng nữa thì anh chẳng biết xịt thì thơm ai. Áo mới, quần mới, dép mới. Và ăn diện ha. Sao mình không sửa soạn ăn diện đi em? Tại vì đâu có tiền, không có tiền ăn nữa, cái gì mà sửa soạn. Thế bây giờ có anh nào ấy đó, anh cũng sửa soạn, anh ăn diện, anh đến anh tám tỉnh em sao? Giờ chắc chưa có nghĩ tới chuyện đó, tại vì kiểu như còn đang sợ. Ừ. Nhưng mà hy vọng là niềm tin luôn á. Hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng ấy mà. Thì cũng hy vọng là vậy. Ừ. Mà bởi vì không phải người đàn ông nào cũng xấu. Mà bây giờ nếu mà nói quen thêm một người là không phải lúc. Không phải thời điểm này ha. Đúng rồi. Giờ tập trung làm lo cho con em, lo đi học đàng hoàng. Ừ. Chứ không để cho nó, thà mình khổ chứ không để nó khổ với nó vốn. Ừ. Ừ. Thế tội. Sao em không giao giả chồng em con để em đi một tại mình? Tại vì em không làm gì được, tại từ nhỏ 4 tuổi là em mồ côi rồi. Ờ. Mẹ em mồ côi mẹ hả? Cha mẹ luôn. Cha. Mẹ lấy chồng, ba lấy vợ. Rồi em ở với bà nội. 14 tuổi lên Sài Gòn đi làm. Tới 17 tuổi gặp chồng em á. Mà em quen chồng em đâu có lo gì được cho em à. Em còn lo ngược lại. Trời ơi, vậy là trước đây em rất khổ hả? Khổ từ nhỏ. Ừ. Phải là tuổi thơ của em phải nói là rất khổ. Cũng có nhiều người tuổi thơ rất khổ nhưng mà lớn lên này người ta may mắn. Còn em hiện nay anh thấy chưa thấy may mắn gì hết. Vậy là ba mẹ hiện nay là ba không phải ba mẹ ruột à? Ba ruột mà mẹ này là mẹ sao. À. Mẹ sao nhưng mà thương lắm. À, thương hơn mẹ ruột. Tại vì mẹ ruột em có đợt rồi em có đi gặp rồi mà mẹ ruột em nó lơ không không muốn nhận con. Trời em ơi. Xin số điện thoại mẹ ruột em nói không có xài điện thoại. Ồ, giờ làm gì có ai không xài điện thoại. Em thấy như vậy có buồn không? Buồn. Đấy là do mẹ em bỏ em chứ đâu em đâu có bỏ mẹ đúng không? Đúng rồi. Thì em đi kiếm mấy lần nhưng mà toàn là ngó lơ không à. Cái em về em suy nghĩ, em nói từ đây sao em không tìm mẹ ruột em nữa. Trời ơi. Với bây giờ em lấy chồng, em có con á. Em suy nghĩ là thà là bỏ chồng chứ em không bỏ con. Em muốn con em nó hận mẹ giống như là em hận mẹ em. Nhưng đến giờ phút này thực sự là em hận mẹ ha. Nếu mẹ em mà nói hận thì nghe nó nặng quá nhưng mà giống như là không muốn quan tâm tới. Vì thực sự là em muốn quan tâm đến mẹ, muốn hỏi thăm mẹ nhưng mà mẹ không muốn, đúng không? Tại vì mấy lần rồi, mà mẹ em giống như là lơ em. Tội nghiệp mày. Rồi lúc lấy chồng tới giờ cũng chưa có ngày nào được vui, hạnh phúc. Anh thấy mắt em có một cái điểm gì đó nó rất buồn. Ai cũng nói vậy. Ừ. Nói em cười nhưng mà cười không có. Cười nhưng mà buồn. Không có cười. Anh thấy từ trên nhà cơ, chứ không phải ở đây đâu. Anh thoáng qua là anh thấy khuôn mặt của em có một nét rất buồn. Thằng chồng em nó nói người ta là em giả nhân. Ừ. Em kể nó vậy đó, người ta nó nói em là giả nhân giả nghĩa. Ừ. Nó nói nó ghét cái thứ đó. Ừ. Rồi bữa hổm cãi lộn, nó nói mày không có gì đâu, tao nhà tao có đất nè, ra tòa đi rồi ai có điều kiện là được nuôi con à. Ừ. Mày không có gì vậy. Ừ. Khi dễ. Nhưng mà chồng em từ trước rồi có lo cho con không? Thì cũng có đi làm mà lo, nhưng mà nhiều khi cũng không có tiền đi mua sữa thiếu người ta nữa. Ờ. Rồi ai trả? Không có tiền, nhiều khi không có tiền trả. Cái mẹ chồng em chơi hụi đó, cái hốt ra cái em nói mẹ chồng em, cái mẹ chồng em đi trả giùm. Nói chung lo mà lo không có trách nhiệm như cha người ta. Ừ. Nhà có vuông nhưng mà miếng vuông được mười mấy công mà cố rồi, cố hết 200 triệu rồi. Trời. Anh thấy thực sự cái câu chuyện này em buồn á, rất buồn. Nhưng vì vậy cho em không mong muốn là con của em sau này giống em. Đúng rồi. Em sợ nó giống mẹ giống như là em. Ừ. Đến giờ phút này anh thấy con của em rất buồn á. Con em trả lời hiện nay là không
Có thương ba, thương mẹ. Ai nhắc tới ba nó là nó kêu đừng nhắc nữa. Tội rồi. Anh thực sự cái câu chuyện của em mà thấy có rất nhiều cái có thể là rất buồn cho một cô gái vẫn rất trẻ. Đã trải qua một cái cuộc hôn nhân và nó là vô cùng không hạnh phúc. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em Chí Minh Dương ghi hình và đăng tin để chia sẻ câu chuyện này, hy vọng chồng em biết được và chồng em có thể là suy nghĩ và chồng em có thể là có trách nhiệm với em và cũng như với con em, đúng không? Để trả lời cho em. Tại vì nợ là nói chung chứ không phải em mượn. Số tiền là thiếu giờ nhiều không em? Thiếu FE là 10 triệu mà đóng mới đó được có 5-6 tháng gì. Hiện nay còn thiếu bao nhiêu người nữa? Nội em đi mượn tiền lời là 6,5 triệu. Thế mới mười mấy triệu. Cô em 2 triệu. 18,5 triệu. Mẹ sao của em 500, bạn của em 1 triệu. Mới 20 triệu mà. Rồi cái cô kia cũng người quen 2 triệu. Nói chung là mới trên dưới 20 triệu thôi, không có nhiều. Dạ. Anh thấy là cũng hoàn toàn là bình thường trong tầm kiểm soát. Dạ. Nếu chồng em bây giờ mà quay về mà trả hết, đưa hết toàn bộ số tiền đó cho em, đem trả tiền cho người ta, em có tiếp tục cái mối quan hệ này không? Không. Sao? Vẫn ly dị. Em suy nghĩ thực sự là suy nghĩ kỹ từ lúc còn ở dưới đó, ở dưới Cà Mau. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe em nhé. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em được xin chương ghi hình và chia sẻ cái thông tin để cho chồng em biết, để chồng em có trách nhiệm với em và với con. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ cái thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý. Đồng ý nha. Rồi anh cảm ơn em nhé. Anh chúc em cùng với con em, cùng với toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hy vọng trong thời gian tới em gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống em nhé. Em cũng cảm ơn mấy anh đã giúp đỡ em. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là câu chuyện là một em gái hiện nay từ một tỉnh rất xa phải ôm con để bỏ đi. Về đây chia sẻ cái câu chuyện thực sự rất đau lòng. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ cái câu chuyện này để cho nhiều người cùng biết, nhiều người cùng lan tỏa, để cùng hãy cảnh tỉnh cảnh giác trong những câu chuyện hôn nhân như này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.